Cổ nhân chỉ rõ, sáu nét tướng người có phúc, tiền tỷ cũng không mua được. Nếu bạn có một thôi, cũng xin chúc mừng. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, bạn có phải sinh ra là một người có nét tướng phúc lộc hay không? Và nếu bạn là người sở hữu những nét tướng của người có phúc thì thật tốt biết mấy. Bởi người có phúc khí, tuy hiện tại có thể chưa thành công như mong đợi, nhưng mai này nếu vẫn duy trì được nét tướng này thì hậu vận sẽ rất tốt. Nhiều người mong cũng không có được. Vậy đâu là nét tướng của người có phúc khí lớn? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay bạn nhé! Nét tướng thứ nhất, người gầy nhưng rắn rỏi. Trong nhân tướng học, tướng người gầy nhưng rắn rỏi thường được xem là dấu hiệu của người có phúc khí. Bên ngoài họ có vẻ mảnh khảnh và có phần yếu đuối, nhưng chính sự gầy guộc này lại chứa đựng sức mạnh bền bỉ đáng ngạc nhiên. Những người này thường không gây ấn tượng với người xung quanh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chính nội lực và phẩm cách bên trong mới là điều khiến họ trở nên đặc biệt. Xã hội hiện nay không thiếu những ví dụ về những người có tướng gầy nhưng rắn rỏi đạt được thành công đáng nể. Họ có thể là những nhà lãnh đạo, doanh nhân hay các nghệ sĩ nổi tiếng. Những người mà bề ngoài không nổi bật nhưng lại luôn được người khác công nhận và quý trọng. Họ thường được quý nhân phù trợ, gặp may mắn bất ngờ và thuận lợi trong công việc. Ví dụ, trong thế giới doanh nghiệp, nhiều nhà sáng lập khởi nghiệp từ những hoàn cảnh khó khăn, thân hình gầy gò, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, họ đã xây dựng nên các công ty thành công. Họ không chỉ nổi bật bởi tài năng mà còn nhờ vào sự may mắn và sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Những người này thường sở hữu sự tinh tế và nội lực mạnh mẽ, giúp họ vượt qua thử thách và đạt được những thành tựu mà người khác khó có thể tưởng tượng. Phúc khí của họ không luôn bộc lộ ra ngoài, nhưng chính sự rắn rỏi, bền bỉ và tinh thần không khuất phục đã tạo nên những cơ hội thành công và may mắn trong cuộc sống. Đó chính là minh chứng rõ nét rằng không phải vẻ ngoài quyết định tất cả, mà chính nội lực và phẩm cách bên trong mới là yếu tố thực sự quan trọng. Không ở đâu xa, Bác Hồ Chủ tịch của chúng ta cũng có dáng người gầy mà rắn rỏi như vậy. Bác là người có trí tuệ, bền bỉ, kiên trì trước mọi nghịch cảnh. Chính những phẩm chất này của Bác đã giúp nước nhà giành được độc lập chủ quyền, thật vinh dự biết bao. Nét tướng thứ hai, trán cao rộng, sáng sủa. Nếu bạn để ý kỹ, sẽ thấy Bác Hồ chúng ta cũng có nét tướng này. Bạn thấy có đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 9 dưới video nhé. Trong nhân tướng học, phần trán được xem là một chỉ số quan trọng về vận mệnh và phúc tướng của con người. Nếu phần trán bỗng dưng trở nên tối tăm mà không rõ lý do, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp phải vận sống hoặc khó khăn trong cuộc sống. Trái lại, những người sở hữu phần trán cao rộng thường được cho là phúc mệnh lớn, bởi vì đây là biểu hiện của sự tài lộc và vận may dồi dào. Một ví dụ điển hình như đã nói ở trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân vật lịch sử vĩ đại, nổi bật với vầng trán cao rộng. Tướng mạo này không chỉ phản ánh phúc mệnh lớn mà còn thể hiện trí tuệ sáng suốt và tâm hồn bao dung. Vầng trán của người như một dấu hiệu của sự thịnh vượng và sự dẫn dắt khôn ngoan, đã góp phần to lớn vào sự thành công và sự kính trọng mà người nhận được từ nhân dân. Trong thời đại ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng những người thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thường là những người có tướng mạo tốt, bao gồm cả phần trán. Vầng trán cao rộng không chỉ là biểu hiện của sức khỏe và trí tuệ, mà còn là dấu hiệu của sự thành đạt và phúc lộc. Hãy chăm sóc bản thân, sống lương thiện và phấn đấu không ngừng để duy trì phúc tướng của mình. Bởi vì mỗi đường nét trong gương mặt đều ẩn chứa những câu chuyện về vận mệnh và tương lai. Và phần trán chính là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất. Nét tướng thứ ba, tai lớn và dày.
một trong những dấu hiệu đặc biệt để nhận diện phúc khí của con người chính là qua đôi tai. Theo quan niệm cổ truyền, tai lớn và dày không chỉ biểu thị sức khỏe dồi dào mà còn phản ánh sự may mắn và tài vận tốt. Đôi tai to, dày thường được xem là biểu hiện của một người có thọ mệnh dài lâu và cuộc sống viên mãn. Khi về già, những người này thường có cuộc sống an nhàn và phúc khí thịnh vượng. Bên cạnh đó, những người sở hữu đôi tai lớn và dày thường có khả năng giữ được sự bình an và ổn định trong cuộc sống. Họ thường có sự nghiệp thành đạt, tài vận dồi dào và được người xung quanh yêu mến. Phúc khí của họ không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài, mà còn qua cách họ đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Chúng ta có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại, nhiều người vẫn tin vào những quan niệm cổ truyền về nhân tướng học. Họ chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và duy trì phúc khí, không chỉ qua những dấu hiệu ngoại hình, mà còn qua cách sống và ứng xử hàng ngày. Một đôi tai lớn và dày không chỉ là dấu hiệu của sự thịnh vượng, mà còn là minh chứng cho sự chăm sóc bản thân và lòng tin vào một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Vì vậy, dù đôi tai của chúng ta có như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta sống và ứng xử với cuộc đời. Phúc khí không chỉ được thể hiện qua ngoại hình, mà còn qua những hành động và thái độ tích cực của mỗi người. Bạn có thấy đúng không? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 8 dưới video nhé. Nét tướng thứ tư, hai má cân đối. Trong đời sống, đôi khi chúng ta không thể không chú ý đến những đặc điểm ngoại hình của con người và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Một trong những điều được nhân tướng học quan tâm là hình dáng của gò má. Theo quan niệm truyền thống, gò má cao hoặc không đều, dù là nam hay nữ, thường gắn liền với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Người có gò má cao hay không cân đối thường trải qua một thời thơ ấu không mấy dễ dàng, chịu đựng nhiều vất vả và gian nan. Những khó khăn này có thể đến từ cả những yếu tố khách quan và chủ quan, tạo nên một hành trình đầy thử thách và khắc nghiệt. Ngược lại, người có gò má cân đối thường được xem là những người may mắn hơn trong cuộc sống. Họ thường nhận được sự quan tâm, chăm sóc và che chở từ gia đình và xã hội xung quanh. Những người này thường có cuộc sống êm đềm hơn, được nâng đỡ và hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Sự cân đối của gò má trong quan niệm truyền thống có thể là biểu hiện của sự hòa hợp và sự an lành trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, những quan điểm này có thể được hiểu theo một cách khác. Hình dáng gò má không chỉ là yếu tố ngoại hình, mà còn phản ánh sự kết nối và sự chăm sóc mà mỗi người nhận được từ cộng đồng. Một người có cuộc sống vất vả và đầy thử thách có thể là do thiếu sự hỗ trợ và đồng cảm từ những người xung quanh, chứ không phải chỉ vì đặc điểm ngoại hình. Trong khi đó, sự cân đối và hài hòa trong cuộc sống không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ cách chúng ta xây dựng các mối quan hệ và tạo ra sự kết nối tích cực với người khác. Quý vị ạ, dù cho gò má của chúng ta có hình dáng như thế nào, điều quan trọng là chúng ta sống với trái tim rộng mở và tinh thần chân thành. Hãy tạo ra những kết nối sâu sắc và chăm sóc lẫn nhau, bởi chính sự quan tâm và yêu thương từ cộng đồng mới chính là yếu tố chính giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Nét tướng thứ năm, mũi cao, đầu mũi tròn. Mũi không chỉ là một phần của khuôn mặt, mà còn được gọi là cung tài bạch, nơi phản ánh vận mệnh và tài lộc của mỗi người. Theo quan điểm xưa, hình dáng mũi có thể cho thấy sự may mắn và tài vận của một cá nhân. Một chiếc mũi thẳng, đầy đặn và cân đối thường được coi là dấu hiệu của sự thịnh vượng và thành công. Nghe đến đây, bạn có muốn có tướng mũi này không? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Trong xã hội hiện nay, nơi mà sự thành đạt thường gắn liền với tài chính, hình dáng của mũi lại càng trở nên là biểu tượng của vận may và phúc khí. Những người sở hữu chiếc mũi hài hòa thường được cho là có khả năng thu hút tài lộc và đạt được thành công trong công việc. Thực tế, có tiền giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ việc chăm sóc sức khỏe đến đầu tư cho tương lai.
Tuy nhiên, sự giàu có không chỉ là về vật chất, nó còn mang đến cơ hội để làm điều thiện, giúp đỡ người khác và tích lũy phúc đức. Có thể thấy, trong thời đại hiện đại, mối liên hệ giữa tài vận và hình dáng mũi vẫn được nhiều người tin tưởng. Một chiếc mũi đẹp có thể là dấu hiệu của sự may mắn. Nhưng quan trọng hơn là cách chúng ta sử dụng tài sản của mình. Sự giàu có khi được quản lý khôn ngoan không chỉ giúp cải thiện cuộc sống cá nhân mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta không chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình mà còn biết sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh. Vậy nên, dù chiếc mũi của bạn có hình dáng thế nào, điều quan trọng là cách bạn đối diện với tài lộc và vận mệnh của mình. Hãy xem sự may mắn không chỉ là sự tưởng thưởng của số phận, mà còn là cơ hội để làm điều tốt và xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nét tướng thứ 6: lòng bàn chân lớn, đầy đặn. Người có bàn chân lớn, lòng bàn chân đầy đặn thường được xem là người may mắn và phúc khí. Trong xã hội hiện đại, điều này không chỉ thể hiện sự ưu ái về ngoại hình mà còn gợi mở những ý nghĩa sâu xa về cuộc sống và thành công. Đối với nam giới, một bàn chân lớn và vững chãi thường gắn liền với hình ảnh cao lớn khôi ngô, mạnh mẽ và có sức hút đặc biệt. Còn đối với nữ giới, sự cao ráo và xinh xắn kết hợp với đôi chân đầy đặn tạo nên một vẻ đẹp nổi bật và duyên dáng. Tuy nhiên, may mắn không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài. Những người có đặc điểm này thường thấy cuộc sống của họ được trải nghiệm trong sự thuận lợi và gặp nhiều quý nhân. Trong xã hội hiện nay, khi mà sự cạnh tranh và áp lực không ngừng gia tăng, việc gặp được những người giúp đỡ và hướng dẫn là một điều vô cùng quý giá. Những người này thường có tài vận và phúc khí dồi dào. Điều này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự kết hợp giữa phẩm hạnh, nỗ lực và những điều kiện thuận lợi mà cuộc sống đã ban tặng. Sự may mắn về ngoại hình thường đi kèm với sự tự tin và cơ hội tốt hơn trong nhiều lĩnh vực. Họ không chỉ được đánh giá cao về vẻ ngoài mà còn dễ dàng tiếp cận những cơ hội tốt trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Trong khi đó, những người xung quanh họ thường cảm thấy dễ chịu và cảm nhận được sự tích cực từ họ, làm cho việc kết nối và xây dựng các mối quan hệ trở nên suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng may mắn chỉ là một phần của cuộc sống, và sự thành công lâu dài còn phụ thuộc vào sự nỗ lực, trí tuệ và nhân cách của mỗi người. Bàn chân lớn có thể mở ra những cơ hội, nhưng chính những bước đi vững chắc và quyết tâm không ngừng mới là điều giúp mỗi người biến những cơ hội đó thành thành công và hạnh phúc thực sự. Vâng, đó là 6 nét tướng của người có phúc hậu. Bạn có thấy mình có nét tướng nào không ạ? Nếu có, hãy bình luận sâu năm dưới video nhé. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc rằng, tôi có những dấu hiệu đó, nhưng lại không thấy may mắn chút nào. Tôi luôn thấy cuộc sống khổ sở. Vậy có phải là bản thân tôi không có phúc khí không ạ? Kỳ thực, vấn đề này có nhiều người mắc phải. Hầu hết mọi người luôn thấy cuộc sống bản thân mình luôn khổ cực, không như ý, mà lại không biết rằng bản thân cũng đang trong phúc báo nhưng không nhận ra. Có câu chuyện kể rằng, tại một vùng nọ, có một khách sạn nổi tiếng lừng lẫy. Một ngày, ông chủ khách sạn nhận thấy một người lang thang, mỗi ngày đều ngồi lặng lẽ trên ghế đá công viên, mắt không rời khỏi khách sạn của ông. Ông cảm thấy rất băn khoăn và quyết định tìm hiểu lý do. Một hôm, không thể kìm nén sự tò mò, ông chủ khách sạn bước tới và hỏi: "Thưa anh, tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi mỗi ngày như vậy?" Người lang thang đáp: "Khách sạn của ông thật đẹp, dù tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và phải ngủ trên ghế đá. Nhưng mỗi ngày tôi nhìn vào đó, tôi cảm thấy như mình đã được sống trong đó, trong giấc mơ của mình." Nhận thấy sự chân thành trong câu trả lời, ông chủ khách sạn quyết định tặng ông một đêm nghỉ miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong vòng 1 tháng. Sau 1 tuần đi du lịch, ông chủ khách sạn trở lại và ngạc nhiên khi thấy người lang thang đã trở về ghế đá công viên, không còn ở khách sạn nữa. Ông liền hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người lang thang trả lời: "Trước đây khi ngủ trên ghế đá,
tôi mơ thấy mình đang ở trong khách sạn. Điều đó làm tôi thật hạnh phúc. Nhưng khi thật sự ở trong khách sạn, tôi lại mơ thấy mình trở về với chiếc ghế đá cứng nhắc. Cảm giác đó thật đáng sợ, nên tôi không thể chịu đựng nổi. Thật ra, nỗi khổ của con người không phải do việc có hay không có, mà là do sự chấp trước, sự không buông bỏ. Như cổ nhân đã dạy, người ta đau khổ vì những gì mình truy cầu quá nhiều. Cuộc sống không thể lúc nào cũng như ý, nhưng con người thường tự làm khổ mình bằng cách không chấp nhận điều đó. Người trí thức hiểu rằng có những ước mơ không thể thành hiện thực, có vấn đề mãi không có lời giải, có những chuyện không bao giờ kết thúc, và có những người không thể trở thành thân thiết. Khổ đau không đến từ bên ngoài, mà từ sự thiếu thốn trong nội tâm mình, không đủ sức chấp nhận và buông bỏ. Nhiều khi chúng ta làm cho những điều đơn giản trở nên phức tạp, và rồi tự khiến mình đau khổ. Thế gian có đủ mọi hạnh phúc và đau khổ, chỉ khi trải qua nhiều điều ta mới nhận ra rằng mọi thứ đều cần được coi nhẹ. Chỉ khi buông bỏ và thuận theo duyên, ta mới có thể yên lòng. Khi đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, con người mới thấu hiểu rằng không gì trên thế gian này là vĩnh cửu. Danh vọng và lợi lộc chỉ như làn mây trôi qua, tất cả đều mang bản chất vô thường. Chúng ta được ban cho sự sống và đồng thời là một cuộc sống đầy biến động. Chính sự an bài của vũ trụ khiến chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, nhận ra rằng cuộc đời mình chỉ là một chuyến tạm dừng. Vì vậy, chúng ta thường tự hỏi suốt đời: mình là ai? Mình đến từ đâu? Mình sống để làm gì? Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Có câu nói: triêu văn đạo, tịch khả tử. Nếu sáng sớm hiểu được đạo lý, tối đến dù ra đi cũng yên lòng. Khi tâm trí đã thấu hiểu và buông bỏ, ta mới có thể an yên vượt qua thử thách. Nhân sinh vốn vô thường, nhưng vũ trụ không vận hành ngẫu nhiên. Từ xưa đến nay, nhiều nền văn minh tin vào một quy luật hài hòa xuyên suốt vũ trụ. Đạo gia đều gọi đó là đạo. Và Đức Phật thể hiện quy luật ấy qua lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Quý vị ạ, đến một độ tuổi nhất định, khi kinh nghiệm dồi dào và đã được rèn giũa đủ, ta hiểu rõ hơn về bản thân mình. Lúc này hãy cố gắng thực hiện phép trừ, vứt bỏ những gánh nặng của cuộc sống, để mình sống nhẹ nhàng hơn. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Phép cộng dễ làm, nhưng làm phép trừ thì khó vô cùng. Đa số mọi người đều có thể cầm lên, nhưng lại không thể đặt xuống. Không thể từ bỏ những gì đã đạt được trong quá khứ, không thể buông bỏ những người và vật mình sở hữu. Nếu cứ tiếp tục như thế, cuộc sống sẽ bị vây quanh bởi đống lộn xộn, càng sống càng rối ren, không thoải mái. Chính vì vậy, hãy buông bỏ 3 điều sau đây. 1. Vứt bỏ sự bận lòng đối với cách người khác nghĩ về mình. Trong xã hội hiện đại, nơi mà ánh mắt và đánh giá của người khác trở thành những yếu tố không thể tránh khỏi, nhiều người cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong những vòng tay ràng buộc của các tiêu chuẩn xã hội. Đã có bao lần bạn tự hỏi, tại sao tôi lại phải sống theo cách mà người khác mong đợi? Thực tế, sự lo lắng về quan điểm của người khác thường chi phối cuộc sống của chúng ta một cách không đáng có. Tại công sở, không ít người cảm thấy phải che giấu bản thân, không dám thể hiện chính mình vì sợ bị đánh giá hay không được đồng nghiệp yêu thích. Họ sống trong sự dè dặt và lo lắng, như những con rối bị thao túng bởi những ánh nhìn và lời nói xung quanh. Sự ràng buộc này không chỉ khiến họ mệt mỏi, mà còn dần dần làm mất đi sự tự do và tự tin vốn có. Ở quê nhà, việc cố gắng gây ấn tượng và giành được sự công nhận từ họ hàng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm về tài chính, khiến bạn phải gánh chịu gánh nặng không đáng có. Sự phóng khoáng để thu hút sự chú ý và thể hiện bản thân đôi khi lại trở thành gánh nặng, khiến bạn phải trả giá bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Vấn đề chính là tại sao chúng ta lại quá quan tâm đến ánh mắt và đánh giá của người khác,
có phải vì lời nói và quan điểm của họ có thể khiến chúng ta cảm thấy bất an? Đối với người trẻ, sự lo lắng này có thể là do thiếu kinh nghiệm và những bài học cuộc sống. Họ chưa trải qua đủ để hiểu rằng sự đánh giá của người khác không phải là thước đo giá trị của chính mình. Đối với những người trung niên, việc tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy này thật sự không đáng. Miệng lưỡi của người khác không nằm trên khuôn mặt của chúng ta và không phải là điều mà chúng ta có thể kiểm soát. Thay vì để những quan điểm bên ngoài chi phối cuộc sống, chúng ta nên sống chân thành, hết lòng với chính mình và không để mình phải nợ bản thân vì những áp lực từ xã hội. Cuộc sống là của chính chúng ta và sự hài lòng với bản thân mới là thành công lớn nhất. Hãy nhớ rằng, trong xã hội đầy rẫy những áp lực từ người khác, việc giữ gìn giá trị cá nhân và sống đúng với bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để ánh mắt và đánh giá của người khác làm bạn quên đi mục tiêu và ước mơ của chính mình. Hãy sống với lòng tự trọng, tự do và hạnh phúc, và để những điều xung quanh trở thành một phần của hành trình, chứ không phải là rào cản. 2. Vứt bỏ những kỳ vọng không thực tế. Bạn có bao giờ kỳ vọng vào một thứ, rồi lại thất vọng tột cùng từ thứ đó không? Nếu đã từng rơi vào trường hợp này, hãy bình luận số 1 dưới video nhé. Kỳ thực, nỗi đau lớn nhất trong cuộc sống chính là khi kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Khi những ước mơ và hy vọng không khớp với thực tế, chúng ta phải đối mặt với một khoảng cách đau đớn giữa những gì mong đợi và kết quả hiện thực. Khi mới đến một nơi làm việc, chúng ta thường kỳ vọng rằng đồng nghiệp sẽ đối xử với mình bằng sự tôn trọng và thân thiện, giống như những người quân tử trong các câu chuyện đẹp. Nhưng theo thời gian, thực tế có thể không như vậy. Những bất đồng, mâu thuẫn và sự thờ ơ của người khác có thể khiến ta cảm thấy bị tổn thương và thất vọng, tâm hồn chịu nhiều cú sốc. Tương tự, khi kiếm được tiền, ta đặt kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi mình sẽ đạt được nhiều thành công và sống cuộc sống chất lượng hơn. Tuy nhiên, sau vài năm, nếu không chỉ không gia tăng thu nhập mà việc giữ được công việc đã trở thành một thành công đáng mừng, sự kỳ vọng cao ngất có thể chuyển thành sự nghi ngờ về tương lai. Càng kỳ vọng nhiều, cuộc sống càng có khả năng không diễn ra như mong muốn, thậm chí còn theo chiều hướng ngược lại. Sự mâu thuẫn này là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đó là bởi vì việc mọi thứ diễn ra hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Sự trái ngược và những thất vọng chính là quy luật thường tình của cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, sự kỳ vọng không thực tế có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Khi chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào một kết quả cụ thể, chúng ta có thể bỏ qua sự thật là cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Thay vì kỳ vọng quá cao, hãy giảm bớt những kỳ vọng không thực tế và chỉ tập trung vào việc làm tròn trách nhiệm của mình trong hiện tại. Chỉ cần chúng ta sống chân thành, không hổ thẹn với chính mình là đã đủ để tạo ra những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách, và việc học cách chấp nhận sự không hoàn hảo chính là chìa khóa để tìm thấy sự bình yên nội tâm. Đừng để những kỳ vọng không thực tế làm mờ đi khả năng tận hưởng những niềm vui giản dị và quý giá mà cuộc sống mang lại. 3. Vứt bỏ những khao khát ngày càng bành trướng. Có câu rằng, hạnh phúc thực sự của một người không nằm ở việc có được nhiều hơn, mà là ở việc giảm bớt khao khát. Đây là một chân lý sâu sắc, nhấn mạnh rằng sự mãn nguyện không đến từ việc sở hữu ngày càng nhiều, mà từ khả năng làm chủ lòng tham và giảm bớt những mong mỏi xa vời. Bởi dục vọng như một con dao hai lưỡi, vừa có thể là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên, vừa có thể trở thành ác quỷ nuốt chửng chính mình. Trong xã hội hiện đại, nơi mà vật chất ngày càng phong phú, tham vọng con người không hề giảm bớt mà ngày càng trở nên tham lam hơn. Thu nhập chục triệu không còn làm hài lòng, người ta khao khát mức lương gấp đôi, gấp ba. Căn nhà 90m² không đủ, họ mơ về những căn hộ rộng lớn hơn 200m². Cuộc sống yên ổn không thỏa mãn,
họ khao khát sự giàu có vô bờ. Những khao khát cực đoan này không chỉ làm dấy lên tâm lý ganh đua và đố kỵ, mà còn làm trầm trọng thêm nỗi đau của sự không thỏa mãn. Dù có nhiều tiền đến đâu, sự khao khát không ngừng nghỉ chỉ khiến cho chất lượng cuộc sống ngày càng suy giảm. Khi mà lòng tham không ngừng gia tăng, tâm hồn chúng ta sẽ mãi cảm thấy thiếu thốn, dù vật chất có phong phú đến thế nào. Vậy tại sao chúng ta không tìm kiếm sự đủ đầy để luôn vui vẻ? Hãy để tâm hồn bình tĩnh lại, đừng quá sốt ruột. Khi ta biết cách làm chủ những khao khát, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của cuộc sống. Vẻ đẹp ấy không đến từ những thứ vật chất bên ngoài, mà từ sự bình an trong tâm hồn. Khi tâm trí được thanh thản và biết đủ, chúng ta mới thực sự trải nghiệm được sự hạnh phúc đích thực. Sự hạnh phúc đích thực đến từ việc giảm bớt khao khát, biết trân trọng những gì mình đang có và sống một cuộc đời hài hòa với chính mình và thế giới xung quanh, bạn nhé. Nghe đến đây, có rất nhiều khán giả nói rằng thật khó để buông bỏ. Nhưng quý vị à, khó nhưng không phải là không làm được. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi, không gì là không thể. Hãy nhìn vào những người tu tập như Đức Phật, chẳng phải Ngài đã buông bỏ được đó sao? Mấy ai dám buông bỏ quyền uy như Ngài chứ? Hay như thời đại chúng ta ngày nay, cũng có thầy Minh Tuệ, từng được bổ nhiệm làm trưởng phòng địa chính tỉnh Đắk Lắk, nhưng Ngài bỏ đi tất cả để phát nguyện tu tập hạnh Đầu Đà. Bạn có biết thầy Minh Tuệ không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Trong suốt thời gian công tác, thầy Minh Tuệ đã gặp Phật Pháp như một cơ duyên lớn, từ bỏ mọi danh vọng mà bao người mơ ước để trở thành một tỳ kheo, xuất gia tu hành tại một ngôi chùa địa phương. Sau một thời gian, cảm thấy không hòa hợp với con đường của thầy trụ trì, thầy Minh Tuệ đã quyết định theo con đường khất thực, theo pháp môn hạnh Đầu Đà. Thầy đã kiên trì thực hiện phương pháp này suốt 6 năm qua và hiện tại đang thực hiện hành trình khất thực từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam lần thứ tư. Thầy Minh Tuệ chia sẻ rằng thầy sống và hành động theo gương đạo đức của Đức Phật Thích Ca. Thầy không tự nhận mình là thầy, không dạy dỗ ai. Khi có người muốn theo thầy về Hà Giang, thầy chỉ khuyên nếu cảm thấy an lạc và hạnh phúc thì cứ đi. Thầy không lôi kéo hay kích động ai. Theo giáo lý của Đức Phật, có 84.000 pháp môn để tu tập và pháp môn hạnh Đầu Đà là lựa chọn của thầy Minh Tuệ. Việc đi bộ và khất thực không phải là điều lạ lùng, mà là truyền thống tốt đẹp của chi bộ Phật ủy. Thầy không kêu gọi từ thiện, không tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước, cũng không tham gia vào bất kỳ hành động bạo loạn nào. Nhiều người đã thực hành pháp môn này, chỉ là họ không được truyền thông đưa tin như thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ như một nhân vật trong truyền thuyết, gặp phải sự hiểu lầm và phê phán từ truyền thông. Thầy bị một số người trên mạng xã hội lợi dụng để tạo ra sự chú ý, dẫn đến việc nhiều người, từ thanh niên xăm trổ đến người già, tụ tập theo thầy, gây ra mất trật tự công cộng. Nhưng hình ảnh của thầy, với sự chắp tay khi nói chuyện và những cử chỉ như bộ đội cúng dường nước, thể hiện sự gieo duyên và lòng từ bi, tạo ấn tượng đẹp trong lòng các đệ tử của ban múa liệm. Nhiều người đã từng thốt lên rằng thầy Minh Tuệ là người duy nhất xứng đáng, người mang trong mình cả tài đức để dẫn dắt Phật tử và chư tăng chùa Bề Đề trong cuộc chiến với các ma tăng trong thời kỳ mạt pháp này. Bạn có đồng ý với ý kiến trên không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Gần đây, hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ, một vị sư đầu trần chân đất, đi bộ từ Nam ra Bắc rồi ngược lại từ Bắc vào Nam, đã lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù nhận nhiều phản hồi khác nhau từ cộng đồng mạng, thầy vẫn được tôn kính sâu sắc. Hiện tượng này có nhiều điều đáng suy ngẫm. Đầu tiên, việc chọn pháp môn tu tập là quyền tự do cá nhân của mỗi tu sĩ, và thầy đã chọn hạnh Đầu Đà. Khất thực là một truyền thống lâu đời trong Phật giáo, không có gì lạ khi một tu sĩ thực hành nó. Thậm chí, nhiều tu sĩ khác cũng đang sống theo cách này, nhưng không được chú ý như thầy. Lịch sử Phật giáo ghi nhận, Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã từng khất thực. Ngày nay, nhiều tu sĩ vẫn duy trì truyền thống này nhằm tái hiện hình ảnh của Đức Phật và Tăng Đoàn trong quá khứ.
Cách tu hành của thầy mang đến cho chúng ta cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của Đức Phật và Tăng Đoàn. Vì vậy, những bình luận chỉ trích không chỉ là sự thiếu hiểu biết mà còn là thái độ tiêu cực, thể hiện sự ganh tị và phân biệt. Như thầy Minh Tuệ từng chia sẻ, thầy không tự nhận mình là bậc thầy mà chỉ là một tập học theo lời Phật dạy. Không dạy dỗ ai và cũng không mời gọi ai. Khi có người muốn đồng hành cùng thầy đến Hà Giang, thầy chỉ đáp, nếu cảm thấy an lạc và hạnh phúc thì hãy đi. Con không mời cũng không từ chối ai. Trên mạng, chúng ta thấy hình ảnh và video ghi lại cảnh các Phật tử từ mọi tầng lớp xã hội, từ người già đến trẻ em, từ nam thanh nữ tú đến những người có hình xăm đều tụ hội bên thầy, chắp tay niệm A-di-đà Phật. Thậm chí có cả hình ảnh một anh công an và một chị quân nhân đến cúng dường, chứng tỏ sự rộng rãi và sự gieo duyên từ bi của thầy. Điều này thật đáng quý. Bạn có thấy trân trọng điều này không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 1 nhé. Tuy nhiên, không ít Phật tử đã cúng dường một cách thái quá, gây ra sự xâm phạm và cản trở giao thông. Một số người chen lấn, giành giật để đứng gần thầy nhằm chụp ảnh hay quay video, tạo ra sự không thoải mái. Việc quá đông người cũng dẫn đến tình trạng cản trở giao thông và phiền toái không đáng có. Thầy Thích Minh Tuệ đang trở thành một hiện tượng được nhiều người ngưỡng mộ trên mạng. Tuy nhiên, việc một số YouTuber hoặc TikToker quảng cáo quá mức và phân biệt đối xử với các tu sĩ khác có thể dẫn đến ganh ghét và nguy hiểm cho thầy. Nếu các Phật tử và người yêu mến thầy Minh Tuệ có thể đứng yên hai bên đường, chỉ ngắm nhìn và sau đó trở về nhà, thầy đã có thể đến Nha Trang hay Phàn Rang từ lâu. Những hành động thái quá và phản cảm hiện tại đã vô tình cướp đi cơ hội của người khác để gặp thầy. Chúng tôi mong rằng những ai yêu quý thầy hãy thể hiện lòng kính trọng và yêu thương từ xa. Nếu có duyên gặp thầy, chỉ cần chào thầy rồi lướt qua để thầy yên tâm tu tập. Đó cũng chính là phước báo của chúng ta. Cổ nhân lý giải, vì sao người khôn lại sống thuận theo tự nhiên? Nghe một lần để không phải hối hận. Quý vị thân mến, khi nghe xong tiêu đề trên, chắc hẳn bạn sẽ rất tò mò. Không biết lý do vì sao những người thành công họ sống theo tự nhiên, không tranh giành hơn thua mà lại có hậu vận rất tốt, đúng không ạ? Để giải đáp sự tò mò của quý vị, video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những lời cổ nhân lý giải về lý do vì sao người khôn lại sống thuận theo tự nhiên, mang lại cho bạn những bài học quý giá trong cuộc sống. Bạn hãy chú ý theo dõi ngay sau đây nhé. Người ta thường nói, mưu sự tại người, thành sự tại trời. Đạo Đức Kinh cũng nói, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Cổ nhân dạy, mọi việc trong cuộc sống hãy để thuận theo tự nhiên. Mọi thứ đều thành hư không. Nhưng nhân quả tuần hoàn, hiểu được tùy duyên mới là trạng thái tốt nhất trong cuộc sống của chúng ta. Người khôn ngoan chọn lối sống theo tự nhiên bởi những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, họ hiểu mọi thứ xảy ra đều có lý do, cưỡng cầu không được. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, họa phúc không có cửa là do người ta tự mời đến cho mình. Thiện ác có báo ứng, như bóng với hình. Có một số điều không thể ép buộc, có một số người không thể muốn mà giữ lại được. Không phải bạn không đủ nỗ lực, mà là khi đối mặt với nghiệp chướng, không phải nỗ lực nào cũng có được kết quả như mong muốn. Bởi những gì bạn gây ra, ắt phải trả lại. Trước đây có một thư sinh cùng vị hôn thê định hôn ước. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó. Chàng thư sinh đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ xong xuôi hết rồi. Nhưng không ngờ vào ngày hôm đó, vị hôn thê của anh lại đi lấy người khác. Chàng thư sinh vì vậy mà bị đả kích nặng nề, lâm bệnh nặng không dậy nổi. Một hôm, cha mẹ anh ta mời một vị đạo sĩ đến nhà xem tình trạng cho con trai mình. Vị đạo sĩ từ trong ngực
lấy ra một tấm gương cho chàng thư sinh xem. Trong gương thấy một nữ tử bị sát hại bên bãi biển, trên thân không một mảnh vải nào che cả. Có một người đi ngang qua, do thương hại tấm thân này nên đã lấy quần áo che cho cô rồi rời đi ngay sau đó. Sau đó lại có một người khác đi ngang qua, thấy cô không được chôn cất đàng hoàng nên đã đào một cái hố cẩn thận chôn cất cô. Nghe đến đây, chắc hẳn bạn thấy người này thật tốt đúng không ạ? Nếu đúng, hãy bình luận số 1 dưới video nhé. Tiếp tục câu chuyện, vị đạo sĩ nói với chàng thư sinh rằng người đầu tiên đi qua là anh ở kiếp trước. Người phụ nữ đó là vị hôn thê của anh ở kiếp này. Kiếp này cô ấy yêu anh là để báo đáp lòng tốt của anh ở kiếp trước thôi. Nhưng người cô ấy muốn báo đáp cả đời lại là người đã chôn cất cô ấy ở kiếp trước, chính là chồng cô ấy kiếp này. Thế mới thấy rằng, kỳ thực mọi chuyện trên đời không có gì tự nhiên mà xảy ra cả. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Thực ra, được chưa chắc đã hạnh phúc, mất chưa chắc đã đau khổ. Hết thảy đều là an bài tốt nhất. Con người có ngàn vạn tính toán, nhưng không bằng trời tính. Làm người chỉ có tuân theo quy luật tự nhiên thì mới có thể vẹn cả đôi đường, mọi việc mới suôn sẻ. Vạn vật trên đời đều có nhân quả, nửa điểm cưỡng cầu không được. Thay vì khổ sở truy cầu, không bằng thuận theo tự nhiên. Đạo trời là không có tình thân, chỉ có ưu ái cho người lương thiện. Hãy làm những điều tốt thì không lo không có tiền đồ. Lý do thứ hai, họ hiểu rằng đời là vô thường, vạn vật tùy duyên. Đạo Đức Kinh nói, trời dài, đất lâu. Sở dĩ trời đất có thể trường tồn là vì trời đất không sống cho mình, mà ban mưa nắng, sự sống cho chúng sinh, cho nên có thể trường tồn. Còn chúng ta, không thể trường tồn trong một kiếp được. Nếu không thuận theo tự nhiên mà cứ sống trái với đạo lý, thì e rằng khi chết cũng không thể đầu thai làm người nữa. Thuận theo tự nhiên là một phương pháp tự thân thích ứng với hoàn cảnh, đồng thời cũng là bí quyết nuôi dưỡng thân tâm. Năm tháng dài vô tận, tuổi thọ thì có hạn. Con người ta sống cả đời, tranh đấu vì điều gì? Cố gắng đạt được điều gì? Cuộc đời sức khỏe là phước lành lớn nhất, không tranh không giành là cuộc sống tốt nhất. Trong Hoàng đế Nội Kinh, Hoàng đế hỏi Kỳ Bá, người thời thượng cổ, người ta trăm tuổi sức khỏe vẫn tốt, trông không có vẻ già, mà người bây giờ hơn 50 tuổi đã suy yếu, đây là vì sao? Kỳ Bá đáp, thời xưa con người thuận theo âm dương của trời đất, thuận theo quy luật tự nhiên, ăn uống điều độ, sinh hoạt điều độ, làm việc điều độ, nên sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Ngược lại, người đời nay mưu cầu danh lợi, mưu cầu lạc thú, sinh hoạt trái với tự nhiên, thân tâm làm sao có thể hài hòa được. Trong Hoàng đế Nội Kinh còn nói, tâm trí thảnh thơi, ít dục vọng, ít lo âu, thân xác vận động nhưng không mệt mỏi. Vì ít tham cầu nên mọi người mong muốn gì đều được như mong muốn. Thuận theo số phận nên không tranh, tâm an nên không sợ hãi. Trên đường đời không tránh khỏi có phong ba mưa gió, nhưng tai họa lớn nhất là sống lên khi không gió và đứt bằng đổi sống. Cuộc sống nếu biết làm theo tự nhiên không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại tâm thái. Như bạn thấy đấy, vì không tranh giành nên thiên hạ mới không tranh với mình. Một người mạnh mẽ thực sự không phải là người vượt qua người khác, mà là vượt qua chính mình. Một người khôn ngoan thực sự, dù không biết làm thế nào để giành chiến thắng, nhưng biết làm thế nào để không tranh không đấu. Trong mệnh có, cuối cùng cũng phải có. Trong mệnh không có, cưỡng cầu cũng không được. Tranh giành đầu vỡ, máu chảy chưa chắc vui vẻ. Tùy thuận thiên đạo mới là hạnh phúc. Cổ nhân từng nói, làm thì hỏng, giữ thì mất.
thánh nhân không làm nên không hỏng, không giữ nên không mất. Đi ngược đạo trời, càng làm càng sai lầm. Chấp niệm càng sâu, thống khổ càng nhiều. Điều này bạn thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Cổ nhân cho rằng, mỗi một buổi sáng, chúng ta đều nên tin vào Thượng Đế và giao phó cả ngày của mình theo sự an bài của Thượng Đế. Thỉnh cầu Ngài dẫn đường cho suy nghĩ, hành động của mình được chính xác, làm yên lòng cảm nhận của chúng ta. Chúng ta không cần sợ hãi, oán trách sự tình hay người nào đó. Hãy thuận theo tự nhiên mà sống. Bởi vì mọi việc là đã được Thượng Đế an bài, Ngài sẽ không phạm lỗi sai đâu. Đời người có rất nhiều sự tình xảy ra lại có kết quả không được như ý nguyện, thậm chí trái ngược hẳn với điều chúng ta mong muốn. Tuy vậy, những sự tình ấy xảy ra tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hãy thử ngẫm mà xem, cũng không ít lần chúng ta gặp phải một sự tình tưởng như là tồi tệ, bị thương, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại. Kết quả của nó tốt đẹp đến mức chính bản thân chúng ta cũng không ngờ tới. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi đó là lý do vì sao chưa? Kỳ thực, mỗi một việc, một người, một sự tình mà chúng ta gặp trong cuộc đời này đều là có lý do của nó. Nó có thể là đến để dạy chúng ta một bài học, một đạo lý hay một kinh nghiệm nào đó cần thiết trong cuộc đời. Cũng có thể nó xảy ra để khích lệ chúng ta, đem lại niềm tin cho chúng ta để chúng ta vững vàng bước tiếp. Cho nên, bất luận khi chúng ta đi đến nơi nào, gặp phải những người có tâm tính khác nhau hay những thách thức không giống nhau, thì đó đều là những người chúng ta nên gặp và những chuyện mà chúng ta nên trải qua. Mỗi một người mạnh mẽ đều sẽ cắn răng vượt qua những tháng ngày gian khổ, nhưng vẫn luôn có một số người sẽ ở trong khó khăn, đau khổ ấy mà trượt ngã. Cho nên, bất luận thế giới này đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực, dũng cảm, tràn ngập hy vọng và niềm tin. Không ai có thể giúp chúng ta trở nên ngày càng tốt hơn, ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta không ngừng bồi đắp tài năng, tu dưỡng phẩm hạnh và tự xét lại, tu chỉnh chính mình, chúng ta sẽ không ngừng thăng hoa lên cảnh giới cao hơn của tâm tính. Mỗi người đi đến một giai đoạn nào đó của sinh mệnh đều nên vui mừng chào đón khoảng thời gian ấy. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình ở giai đoạn ấy. Thuận theo tự nhiên mà hành, không chìm đắm vào quá khứ, không cuồng nhiệt chờ mong tương lai, chỉ đặt tâm làm tốt những gì ở hiện tại. Sinh mệnh sống như vậy mới là tốt nhất. Người thật sự thông minh luôn biết thuận theo tự nhiên, không tranh giành với người khác, không ganh đùa với thế giới. Cái gì nhìn không quen, quen thuộc, cái gì không buông xuống được, buông xuống. Thuận theo tự nhiên là sự giải thoát của tâm hồn, ung dung tự tại, sống hòa hợp đất trời. Hãy hiểu rằng, cuộc sống vốn bất công, nhưng luật nhân quả rất công bằng. Nhân quả về tương lai của một người tựa như một bài toán khó cần tìm ra công thức để giải đáp. Việc tìm ra công thức ấy là một hành trình đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Nếu ai đó giải được bài toán này trong thời gian ngắn nhất, họ sẽ là người có thể nắm bắt được tương lai. Có câu, cuộc sống vốn không công bằng, nhưng luật nhân quả rất công bằng. Tại sao cuộc sống lại không công bằng, dù đã được quy định bởi những tiêu chuẩn, giá trị văn hóa đạo đức và các văn bản pháp luật của nhà nước? Nhìn về phương diện cá nhân, chúng ta thấy có vô vàn vấn đề mà mỗi người phải đối mặt. Nhưng dù cho có những sự kiện gì xảy ra, thời điểm chúng xuất hiện vẫn luôn là điều bất ngờ. Các nhà biên kịch và đạo diễn phim ảnh có thể dựng lên những câu chuyện đời thường với thời gian và không gian hoàn hảo, nhưng khi đối diện với cuộc đời thật, họ vẫn không khỏi mờ mịt. Nếu nhìn về phương diện xã hội và thế giới, cả cộng đồng nhân loại cũng thật nhỏ bé, không thể kiểm soát hết những gì sẽ xảy ra: khủng hoảng chính trị, dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh. Giống như bàn tay con người, biết lúc nào nên mở ra và lúc nào nên nắm lại. Nhưng khi đã nắm lại thì trong bàn tay vẫn còn chút kẽ hở.
cuộc sống vốn không công bằng với con người, nhưng có một quy luật không sai lệch dành cho cuộc đời mỗi người, đó là nhân quả. Nhân quả trong lối sống của con người bao gồm cả những điều tốt đẹp và những điều hết sức bi thảm. Nhân quả về tương lai của một người giống như một bài toán khó cần tìm ra công thức để giải đáp. Việc tìm ra công thức giải đáp bài toán này là một quá trình đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Nếu người tìm ra công thức giải được bài toán khó này trong một thời gian nhanh nhất, họ sẽ là người có thể bắt kịp được tương lai. Nếu ai đó chưa giải được bài toán này, điều đó có nghĩa là họ chưa bắt kịp công thức của cuộc đời mình. Họ cần tìm kiếm nhà toán học hoặc nhà thông thái nào đó để xin nhận được sự giúp đỡ. Nhưng họ đâu hiểu rằng, nhân quả dù tốt hay xấu đều nằm trong tay con người. Chính mỗi người tự gieo trồng nghiệp duyên cho mình và chỉ cần chờ đợi ngày đó đơm hoa kết trái. Trong cuộc sống, con người thường bị cuốn vào năm ham muốn cơ bản: ăn ngon, ngủ yên, danh tiếng, sắc đẹp và tiền tài. Chính những ham muốn này đẩy con người vào biển cả của tham dục, ưu phiền, khổ đau, bệnh tật. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, cuộc sống là một chuỗi tương tác liên tục. Những hành động của chúng ta hôm nay có thể là lời giải đáp cho ngày mai, dù không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Nếu muốn tận hưởng quả ngọt từ cuộc đời, chúng ta cần sống tốt và quyết tâm tạo dựng một lối sống tích cực. Điều này đòi hỏi sức mạnh nội tâm và sự kiên định từ bản thân. Cuộc sống luôn thay đổi, không ngừng nghỉ, và thời gian của mỗi người thật ngắn ngủi. Đừng chờ đợi điều tốt đẹp tự đến, hãy tự tay tạo ra nó bằng tất cả sự chân thành. Khi chúng ta đã cố gắng hết mình, ít nhất cũng sẽ nhận được một nguồn động lực tiếp sức. Vận may và cơ hội không từ trên trời rơi xuống như cơn mưa làm dịu cái nóng mùa hè. Những giọt mưa cũng cần hội tụ đủ nhân duyên, được giúp sức từ hơi nước và các điều kiện khác. Trong thế giới hiện đại, với muôn vàn lựa chọn, tuổi trẻ cần định hướng tốt để gặt hái những thành quả tươi đẹp về sau. Lối sống cá nhân chịu ảnh hưởng từ gia đình, nhà trường, bạn bè và xã hội. Đặc biệt, giới trẻ ngày nay còn bị cuốn hút mạnh mẽ bởi công nghệ kỹ thuật số và giải trí. Thế giới ngày càng chạy đua phô diễn sức mạnh của khoa học, quân sự, tiền tệ. Nhưng nếu thiếu lòng khoan dung và vị tha, con người sẽ chìm trong bất hạnh, bất công, xung đột và hận thù. Nhân quả dù tốt hay xấu đều nằm trong tay con người. Chính mỗi người tự gieo trồng nghiệp duyên cho mình và chỉ cần chờ đợi ngày nó đơm hoa kết trái. Trong cuộc sống, con người thường bị cuốn vào năm ham muốn cơ bản: ăn ngon, ngủ yên, danh tiếng, sắc đẹp và tiền tài. Chính những ham muốn này đẩy con người vào biển cả của tham dục, ưu phiền, khổ đau, bệnh tật. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, cuộc sống là một chuỗi tương tác liên tục. Những hành động của chúng ta hôm nay có thể là lời giải đáp cho ngày mai, dù không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Nếu muốn tận hưởng quả ngọt từ cuộc đời, chúng ta cần sống tốt và quyết tâm tạo dựng một lối sống tích cực. Điều này đòi hỏi sức mạnh nội tâm và sự kiên định từ bản thân. Cuộc sống luôn thay đổi, không ngừng nghỉ, và thời gian của mỗi đời người thật ngắn ngủi. Đừng chờ đợi điều tốt đẹp tự đến, hãy tự tay tạo ra nó bằng tất cả sự chân thành. Khi chúng ta đã cố gắng hết mình, ít nhất cũng sẽ nhận được một nguồn động lực tiếp sức. Vận may và cơ hội không từ trên trời rơi xuống như cơn mưa làm dịu cái nóng mùa hè. Những giọt mưa cũng cần hội tụ đủ nhân duyên, được giúp sức từ hơi nước và các điều kiện khác. Trong thế giới hiện đại với muôn vàn lựa chọn, tuổi trẻ cần định hướng tốt để gặt hái những thành quả tươi đẹp về sau. Lối sống cá nhân chịu ảnh hưởng từ gia đình, nhà trường, bạn bè và xã hội. Đặc biệt, giới trẻ ngày nay còn bị cuốn hút mạnh mẽ bởi công nghệ kỹ thuật số và giải trí. Thế giới ngày càng chạy đua phô diễn sức mạnh của khoa học, quân sự, tiền tệ. Nhưng nếu thiếu lòng khoan dung và vị tha, con người sẽ chìm trong bất hạnh, bất công, xung đột và hận thù. Bên cạnh đó, phải làm được 7 điều này,
cuộc sống sẽ thăng hoa, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Thứ nhất, không nên an phận với lối mòn. Đa phần trong chúng ta thường có xu hướng chọn đi trên những con đường quen thuộc, làm những công việc được giao, hoặc thậm chí làm những điều mà người khác mong muốn chúng ta làm. Chúng ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, luôn sợ hãi trước những điều mới lạ và khác biệt. Bạn có đang như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé! Việc sống như vậy không khác nào tự giam mình trong một cái lồng vô hình, tự giới hạn khả năng và tiềm năng của bản thân. Chúng ta không có cơ hội để khám phá và phát triển những năng lực tiềm ẩn, không thể đột phá và vươn lên. Chính vì thế, đôi khi làm người cần phải dám mạo hiểm, bước vào những lĩnh vực mới mà mình chưa từng tiếp xúc. Đó có thể là một thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi, sáng tạo và trải nghiệm những điều mới mẻ. Chỉ khi dám đối mặt với những thử thách, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời đầy màu sắc và ý nghĩa, vượt qua mọi giới hạn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thứ hai, không ngừng nỗ lực, cố gắng. Để trở thành một người thành công, yếu tố quan trọng nhất chính là nỗ lực không ngừng. Thành công không đến từ những điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự cố gắng và lao động chăm chỉ. Trong hành trình này, chúng ta cần sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí là những công việc khó khăn, để vượt lên trên chính giới hạn của bản thân. Khi chúng ta học hỏi ngày càng nhiều, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức qua từng công việc, hiệu quả làm việc của chúng ta cũng sẽ dần được nâng cao. Từ đó tỷ lệ thành công sẽ tăng lên theo thời gian. Một người không ngừng cố gắng và học hỏi sẽ không chỉ nâng cao tri thức mà còn bồi đắp thêm kỹ năng và sự tự tin. Có một câu nói nổi tiếng rằng, khi một người làm một công việc đủ lâu, ắt sẽ thành chuyên gia. Điều này cho thấy rằng, sự kiên trì và tâm huyết là chìa khóa dẫn đến thành công. Vì vậy, nếu chúng ta khao khát bước lên một tầm cao mới, để khám phá những khía cạnh đa dạng của cuộc sống, chúng ta cần không ngừng đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn để chinh phục. Hãy dũng cảm vươn ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi đam mê và biến mỗi khó khăn thành cơ hội để phát triển. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể chạm tới những giấc mơ lớn lao và nhìn thấy thế giới với những sắc màu rực rỡ hơn. Thứ ba, phải có khát vọng. Bạn có phải là một người đang mang trong mình khát vọng to lớn không? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Khát vọng là một ngọn lửa bùng cháy từ sâu thẳm trong tâm hồn, tạo nên nguồn động lực mãnh liệt để chúng ta sống với tất cả nhiệt huyết và đam mê. Khát vọng không chỉ giúp chúng ta làm việc hiệu quả, mà còn khơi dậy những ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy chúng ta không ngừng phấn đấu. Khi chúng ta bắt đầu một công việc với lòng khát vọng mãnh liệt, chúng ta sẽ dồn toàn bộ tâm huyết và nỗ lực vào đó. Bất kể khó khăn hay thử thách nào đến, chúng ta cũng sẽ không nản lòng, mà ngược lại, sẽ cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để hoàn thành mục tiêu. Chính lòng khát vọng ấy là chiếc la bàn dẫn đường, giúp chúng ta định hướng và tiến bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Nếu muốn nâng cuộc sống lên một tầm cao mới, chúng ta cần phải theo đuổi và nuôi dưỡng khát vọng của mình. Khát vọng không chỉ gói gọn trong những ước muốn vật chất, mà còn là sự vươn lên trong tâm hồn, hướng đến một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Vậy nên, hãy dũng cảm khám phá những lĩnh vực mới mẻ mà chúng ta chưa từng trải nghiệm. Đôi khi, chính sự can đảm này sẽ mang lại cho chúng ta những ý tưởng sáng tạo bất ngờ, mở ra những cánh cửa mới và giúp chúng ta phát triển toàn diện hơn. Khát vọng là động lực để chúng ta không ngừng tiến lên, khám phá và hoàn thiện bản thân, sống một cuộc đời đầy đam mê và thành công. Thứ tư, lắng nghe tiếng nói của bản thân. Trên con đường tiến đến thành công, việc gặp những người cản trở là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong xã hội hiện đại, chúng ta không khó để nhận thấy rằng những người này có thể đến từ nhiều phía. Có người vì lợi ích cá nhân, có người vì sợ hãi hay sự bất an về chính mình. Họ thường nói rằng giấc mơ của bạn sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ, rằng bạn không đủ khả năng để thực hiện nó, hoặc rằng thành công chỉ là điều xa vời, không thể đạt được.
Bạn đã từng nghe nói đến những người tiêu cực như vậy chưa? Nếu đã từng, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Những người cản trở chúng ta thường đến từ những nỗi sợ hãi của chính họ, hoặc từ sự bất mãn với cuộc sống hiện tại của chính họ. Khi bạn mơ ước điều gì đó lớn lao, họ có thể cảm thấy bị đe dọa hoặc lo lắng rằng bạn sẽ thành công và vượt qua họ. Vì vậy, họ sử dụng sự hoài nghi và lời lẽ tiêu cực để khiến bạn nghi ngờ chính bản thân mình. Trong khi đối mặt với những tiếng nói này, điều quan trọng nhất là chúng ta phải lắng nghe tiếng nói khát vọng từ chính con tim mình. Giấc mơ của bạn không phải là một thứ có thể bị đánh bại bởi sự hoài nghi hay sự châm chọc của người khác. Để thành công, bạn cần kiên trì và tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn. Sự kiên trì không chỉ là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, mà còn là cách bạn chứng minh với bản thân và thế giới rằng giấc mơ của bạn hoàn toàn có thể thành hiện thực. Hãy nhớ rằng, trong xã hội ngày nay, chúng ta thường xuyên đối mặt với những thách thức và sự phản đối từ người khác. Nhưng mỗi bước đi kiên định và quyết tâm hướng về mục tiêu sẽ tạo nên sự khác biệt. Khi bạn trung thực với chính mình và không để ý đến những ý kiến tiêu cực từ bên ngoài, làm lung lay niềm tin của mình, bạn sẽ thấy rằng thành công không phải là điều xa vời, mà là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ và sự tin tưởng vào khả năng của chính mình. Hãy giữ vững niềm tin và tiếp tục theo đuổi giấc mơ của bạn với lòng quyết tâm và sự lạc quan. Đó là cách duy nhất để bạn vượt qua những rào cản và đạt được những điều tuyệt vời mà bạn hằng mơ ước. Thứ năm, tạo nên dấu ấn cho riêng mình. Bạn biết không, cách tốt nhất để tạo dấu ấn cá nhân trong cuộc sống chính là biết giúp đỡ những người cần giúp khi thích hợp. Lòng tốt của chúng ta khi được trao đi đúng lúc và đúng cách không chỉ giúp người khác vượt qua khó khăn, mà còn làm cho bản thân chúng ta trở nên ý nghĩa hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, lòng tốt không nên bị lạm dụng quá. Đừng để sự tử tế của mình trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Và đừng khiến họ cảm thấy rằng, việc bạn giúp đỡ họ là điều đương nhiên. Việc này không những không đem lại phúc đức cho bạn, mà có thể bạn còn hại họ nữa. Trong xã hội ngày nay, có nhiều trường hợp người tốt bị lợi dụng bởi những người thiếu ý thức. Chẳng hạn, khi bạn liên tục giúp đỡ một đồng nghiệp lười biếng, họ có thể coi sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên, thậm chí ỷ lại và không tự mình cố gắng. Hoặc khi bạn hỗ trợ một người bạn tài chính mà không có sự cân nhắc, họ có thể xem đó là quyền lợi của họ, thay vì sự giúp đỡ quý báu từ bạn. Điều này không chỉ khiến bạn không nhận được gì, mà còn khiến họ trở nên ỷ lại, vô ơn hơn. Hãy hiểu rằng, giúp đỡ người khác cần phải có sự suy xét và cân nhắc. Hãy giúp những ai thực sự cần và xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của bạn vào những thời điểm thích hợp. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi bị lợi dụng, mà còn đảm bảo rằng lòng tốt của bạn được trao đi một cách ý nghĩa và có giá trị. Chỉ khi chúng ta biết giúp đúng người, đúng lúc, lòng tốt mới thực sự trở thành dấu ấn đẹp trong cuộc đời mình và trong lòng những người xung quanh bạn nhé. Thứ sáu, giữ vững thiện lương. Thiện lương là phẩm chất quan trọng tạo nên những phẩm chất khác. Người xưa từng nói, làm người chỉ cần có thiện lương, trời cao ắt sẽ có an bài. Đúng vậy, trên đời này không có người nào tốt đẹp hơn người thiện lương. Một người vĩ đại luôn được bắt đầu bởi hai yếu tố. Đó chính là nhiệt tình chia công việc với người khác và quan tâm tới mọi người. Làm người, sống thiện lương khó hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần là thông minh hay khôn lõi. Bởi lẽ thông minh có thể là thiên bẩm, là món quà từ trời cho. Nhưng lương thiện lại là một sự lựa chọn có ý thức, là kết quả của quá trình rèn luyện và quyết tâm. Thiện lương không chỉ đơn thuần là một phẩm đức, mà còn là một sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người. Dù là từ lúc sinh ra, chúng ta đã có hay phải nỗ lực để phát triển. Trong xã hội hiện đại, nơi mà cái tôi và lợi ích cá nhân thường lấn át, việc giữ vững lòng thiện lương càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi bạn biết yêu thương và đối xử với người khác bằng sự nhân ái, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng xung quanh. Đó không phải là sự đáp trả ngay lập tức, mà là một mối liên kết sâu sắc, mang lại niềm tin và sự hỗ trợ trong những lúc cần thiết. Giống như khi bạn gieo mầm thiện lành,
những hành động tử tế sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, chúng sẽ nở hoa thành những quả phúc báo tốt đẹp mà bạn không ngờ tới. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Trong xã hội ngày nay, nơi mà nhiều người chạy đua theo danh vọng và lợi ích cá nhân, việc giữ gìn sự thiện lương và nhân ái càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, sự lựa chọn sống thiện lương không chỉ làm phong phú cuộc sống của bạn, mà còn góp phần tạo dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Thứ 7, không phung phí tài sản của tổ tiên. Thực tế, có một số người được thừa kế của cải từ tổ tiên. Họ cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống ổn định và không còn phải làm việc vất vả nữa. Tuy nhiên, việc trông cậy vào sự giàu có của tổ tiên như vậy sẽ chỉ khiến con người dần mất đi tinh thần chiến đấu. Cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì. Sau khi thừa kế của cải tổ tiên để lại, nhiều người bắt đầu trở nên xa hoa, hoang phí. Sống một cuộc đời chẳng làm gì cả, hoàn toàn không để ý rằng một ngày nào đó, của cái của mình sẽ cạn kiệt. Bạn đã gặp trường hợp nào như vậy chưa? Nếu đã gặp trường hợp này, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Tốt hơn hết, bạn phải biết trân trọng và tận dụng của cải mà tổ tiên để lại, đồng thời tích cực làm việc để tạo ra của cải cho riêng mình. Bởi vì chỉ bằng nỗ lực của bản thân, bạn mới có thể thực sự cảm nhận được cảm giác thành tựu và đảm bảo được sự ổn định lâu dài cho cuộc sống của mình. Thừa kế của cải của tổ tiên là một vinh dự, nhưng chỉ riêng việc thừa kế không còn có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện đại. Trước sự tác động của thời đại, chúng ta cần học cách tự lực cánh sinh. Cũng giống như nhiều người thừa kế bất động sản và tiền tiết kiệm của cha mẹ và cảm thấy rằng họ sẽ không phải lo lắng về nó trong suốt quãng đời còn lại, nên họ bắt đầu phung phí nó. Sau một vài năm, tài sản của họ cạn kiệt và cuộc sống của họ bế tắc. Sau khi nhận được một khoản thừa kế hào phóng, họ không thể tiến bộ được. Cuối cùng, họ bị phá sản vì thiếu kiến thức tài chính. Cũng có một số người luôn cho rằng mình có thể sống tốt nhờ vào sự giàu có của tổ tiên. Nhưng họ lại phớt lờ rằng thời thế đang thay đổi, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Và cuối cùng, họ bị xã hội đào thải. Vì vậy, hãy học cách tự lực cánh sinh và không dựa vào của cải của tổ tiên. Chỉ bằng cách trân trọng của cải tổ tiên để lại và nỗ lực tạo ra của cải cho riêng mình, chúng ta mới có thể thực sự làm chủ vận mệnh của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, bạn nhé. Tục ngữ có câu, gieo dưa thì gặt dưa, gieo đậu thì gặt đậu. Nhiều người lúc còn trẻ tham lam đủ thứ và không muốn nỗ lực thì sẽ trở nên khốn khổ trong nửa sau của cuộc đời. Một số người luôn dựa vào sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, do đó họ đã sống thoải mái trong vài năm với sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng khi có điều gì đó xảy ra với các thành viên trong gia đình, họ không biết phải làm gì. Một số người đã quen với việc được bạn bè quan tâm, nhưng khi bạn bè rời đi, cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn. Cũng có một số người luôn mong đợi người khác đưa ra quyết định cho mình. Kết quả là vào những thời điểm quan trọng, họ bỏ lỡ cơ hội vì không thể suy nghĩ độc lập. Những điều này cho chúng ta biết rằng việc dựa dẫm lâu dài vào người khác sẽ chỉ khiến bản thân trở nên kém cỏi và cuối cùng mất đi khả năng sống tự lập. Hạnh phúc đích thực dựa trên sự tự lực của bạn thay vì dựa vào lòng từ thiện của người khác. Hãy cố gắng hơn mỗi ngày. Vì vậy, muốn tránh khỏi khó khăn trong suốt quãng đời còn lại, bạn phải học cách tự lập, không dựa dẫm vào người khác. Chỉ khi dựa vào bản thân, bạn mới có thể thực sự làm chủ được số phận của mình. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Mong rằng qua video này, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, từ đó thay đổi tâm tính, thu hút được nhiều phúc đức, tạo ra hạnh phúc riêng mình. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những chương trình sau.